Đổi logo xong, hãng xe này khiến cho người dùng quên mất luôn thương hiệu. Chuyện là vào năm 2021, hãng xe Kia của Hàn Quốc đã đổ rất nhiều tiền để chuyển đổi logo nhận diện thương hiệu sang một thiết kế mới. Logo mới đã không còn là hình bầu dục như trước đây và nhìn có vẻ cách điệu, tối giản hơn. Nhưng logo này lại vướng vào một vấn đề, đó chính là kiểu thiết kế logo mới này đã làm cho không ít người nhầm lẫn giữa Kia và KN, bởi cặp chữ IA lại dính vào nhau, giống chữ N ngược, trong khi chữ K lại được viết khá rõ. Thậm chí thời điểm Kia áp dụng logo mới, số lượt tìm kiếm từ khóa xe KN đã tăng lên tới là 30.000, cho tới hiện tại thì lượt tìm kiếm từ khóa xe KN là hãng xe gì cũng trả về 107.000 kết quả. Không biết là designer của Kia đã có ẩn ý gì khi thiết kế logo mới kiểu như này, nhưng ít nhất về mặt truyền thông, hãng đã có một bước đi khá hay đấy chứ. Em thấy là logo của Kia đẹp, hiện đại, hơi hướng tương lai. Với lại nhá, em nhìn vào là biết ngay đó là Kia, chứ không phải là KN. Thế đây là cái gì? Đây là hãng xe nào? KN! Ha ha ha!